Xin chào tất cả bà con của mình yêu thích cây đào hồng nhung nha. Hôm nay em sẽ giao 2.000 cây hồng nhung cây con á, cho bà con về mua đi bán lại nha. Cái này sỉ nhà vườn chứ không phải khách mua về trồng đầu tư mọi người. Thì hồng nhung hiện tại đang rất là nhiều người săn đón, cho nên là cái cây này cũng trở nên hot hơn á mọi người. Chứ trước đây thực sự là hồng nhung thì cũng chưa nhiều người biết đến đâu. Hiện tại thì với độ đẹp của cái tàn của nó và cộng thêm cái trái của nó ra ăn rất là ngon á mọi người. Và ra xa nhìn nó có độ sang, độ đẹp, độc lạ sân vườn, cho nên là khách rất là yêu thích nha. Bên em có số lượng cây con rất là lớn, cộng thêm các kích cỡ lớn hơn, kể cả là những cây ăn cho trái thì bên em cũng sẽ cung cấp cho bà con mình với cái giá cực kỳ tốt, ship toàn quốc luôn nha. Mình cứ mua số lượng càng nhiều thì giá của nó sẽ càng tốt hơn, cho nên là bà con của mình muốn mua thì cứ liên hệ và có số hotline em ghi trên màn hình nha. Thì hiện đào hồng nhung thì bên em chuyên, cho nên là mọi người cứ yên tâm về nguồn gốc cũng như xuất xứ. Hiện tại thì các nhà đầu tư cây công trình cũng bắt đầu người ta chuyển đổi qua trồng cái cây đào hồng nhung này. Thứ nhất là nó tạo bóng mát rất là tốt, thứ hai là cây cũng rất là ít rụng lá, và gỗ nó thuộc loại là gỗ mun, gỗ tốt, rất nhiều lợi ích luôn. Thêm vào nữa là cây cho trái rất là độc lạ luôn mọi người, không hiếm, rất là hiếm một cây công trình nào mà nó có cho trái như thế này, cho nên là được đầu tư rất là nhiều và mạnh luôn nha mọi người. Riêng về các biệt thự hay sân vườn hay là khu du lịch, người ta mọi người đi bây giờ sẽ bắt gặp một số cây hồng nhung ở một số nơi người ta đã biết đến và bắt đầu người ta trồng rồi mọi người.